Xin chào tất cả mọi người. Đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Nếu có nhu cầu cập nhật được thường xuyên, thì xin mọi người hãy đăng ký kênh trong y học cổ truyền. Củ giềng có vị cay thơm, tính ấm vào hai kinh tỳ và vị, có tác dụng ôn chung, giảm đau, tiêu thức ăn, chữa đau bụng do lạnh, phong thấp, sốt rét, hắc lào, lang ben. Bài thuốc chữa bệnh có sử dụng giềng. Chữa đau bụng do lạnh, củ giềng 20g, nụ sim 8g, búp ổi 60g, tất cả sấy khô, tán bột, Ngày uống 3 lần sau ăn, mỗi lần 5g với nước sôi để nguội. Hoặc củ giềng 200g, quế 120g, hậu phác 80g, sấy khô. Sắc uống mỗi lần 12g với 200ml nước còn 50ml uống trong ngày. Dùng trong 2 đến 4 ngày. Chữa phong thấp, giềng, vỏ quýt, hạt tía tô mỗi vị 60g, sấy khô, tán nhỏ, mỗi lần dùng 4 gam có thể pha với một chén nước sôi để nguội hoặc rượu, uống ngày mùng 2 lần. Dùng trong 5 đến 7 ngày chữa sốt rét, bột giềng 300g, bột quế khô, bột thảo quả mỗi thứ 100g, tất cả đem trộn với mật làm viên to bằng hạt ngô. Mỗi ngày dùng 15 viên trước khi lên cơn. Hoặc giềng tẩm dầu vừng sao 40g, gừng khô nướng 35g tán nhỏ, hòa mật lợn làm hoàn thành viên bằng hạt ngô, uống ngày 15 đến 20 viên. Trị chứng đầy bụng, khó tiêu, giềng thái lát mỏng, đem muối chua, khi dùng có thể ngậm với vài hạt muối hoặc nhai nuốt dần. Ngày dùng 2 đến 3 lần chữa đau dạ dày vỏ hư hàn đau có thời gian nhất định, gặp lạnh hay đói đau nhiều, đầy bụng, nôn nước trong, đại tiện lòng, ăn uống không ngon, sợ lạnh, lưỡi nhạt, rêu lưỡi trắng, mạch trầm, củ giềng, hương phụ mỗi vị 8g, bách hợp, đàn sâm mỗi vị 30g, ô dược 10g, đinh hương 7g, sa nhân 4g. Sắc với 3 bát nước còn một bát, chia hai lần uống trong ngày. Dùng trong 5 ngày. Chữa hắc lào, củ giềng giảm 100g, giã nhỏ, ngâm với 200ml rượu hoặc cồn 70 độ. Chiết ra dùng dần, khi dùng, bôi dung dịch cồn nói trên vào chỗ tổn thương, ngày bôi 2 đến 3 lần. Chữa lang ben, củ giềng 100 g, lá và củ chút chít 100 g, chanh một quả, hai thứ giã nát rồi vắt nước chanh, đun nóng. Khi dùng lấy bông y tế thấm dịch thuốc bôi đều lên vùng tổn thương, ngày bôi 2 lần. Dùng trong 5 đến 7 ngày. Chữa ho, viêm họng, tiêu hóa kém, giềng củ thái lát mỏng, đem muối chua, khi dùng có thể ngậm với vài hạt muối hoặc nhai nuốt dần chữa ăn không tiêu, buồn nôn hoặc đau bụng thổ tả, hạt giềng tán nhỏ, uống 6 đến 10 gam. Chữa tỉ vị hư hàn, đau bụng sôi bụng, đại tiện phần lỏng, giềng 12 gam, bạch chuột 12 gam, lá lốt 16 gam, lá ổi 16 gam, sinh cương 6 gam. Cho các vị vào ấm đổ 3 bát nước sắc lấy 1 bát. Chỉ uống làm 2 đến 3 lần trong ngày. Chữa tiêu, tròi nghệu lần, phần có lẫn bọt, quấy khóc ở trẻ em, hoài sơn 10 gam, liên nhục 10 gam, củ giềng 6 gam bạch chuột 10 gam, biển đậu 10 gam, hậu phác 4 gam, trần bì 6 gam, sinh khương 4 gam. Cho các vị vào ấm đổ nước hai bát, sắc còn một bát, chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày. Chữa ngộ độc thức ăn, đau bụng, nôn mửa, có những trường hợp đau bụng dữ dội kèm theo đại tiện lòng, cơ thể có biểu hiện mất nước, rối loại điện giải, mạch nhanh, huyết áp dưới mức bình thường, củ giềng 16 gam, hoàng liên 10 gam, biển đậu 12 gam, bạch chuột 12 gam, hoài sơn 16 gam, liên nhục 12 gam, sinh khương nướng 10 gam, thảo quả 10 gram, quế 6 gram, trích thảo 10 gram, bán hạ chế 8 gram. Cho các vị vào ấm, đổ nước 3 bát, sắc còn 1 bát rưỡi, chia làm 3 lần uống cách 2 giờ uống 1 lần. Chữa chứng ngũ canh tả cứ khoảng 5 giờ sáng là cần đi ngoài, khi muốn đi thì phải đi ngay, không ngừng lại được, phân lỏng, cơ thể yếu mệt, bụng lạnh, chân tay lạnh. Nguyên nhân do tỷ thận dương hư. Dùng bài thuốc, củ giềng phơi khô 16 gram, Cẩu tích 12 gam, ngũ gia bì 12 gam, sơn thủ 12 gam, hoài sơn 16 gam, cố chỉ 10 gam, đỗ trọng sao muối 12 gam, khởi tử 10 gam, bạch chuột sao hoàng thổ 16 gam, hậu phác 12 gam, bán hạ chế 10 gam, trần bì 10 gam, sinh khương 6 gam, quế 10 gam, trích thảo 10 gam. Sắc uống ngày mùng 1 thang, 10 đến 12 ngày là một liệu trình. Bài thuốc xoa bóp Củ riềng phơi khô 20 gam, thiên niên kiện 16 gam, quế 24 gam, thạch xương bổ 20 gam, trần bì sao 16 gram, nhân hạt gấc sao vàng 20 gram. Các vị thái nhỏ, bỏ vào chai thủy tinh, đổ ngập rượu để ngâm. Sau 10 ngày là có thể dùng được. Lấy bông tẩm vào thuốc, xoa vào chỗ đau, kết hợp dây, bấm nhẹ. Dùng trong những trường hợp đau xương đau mình chật ngã, sang chấn, xương đau các khớp, thần kinh tổ.